Điên lên rồi, đi chơi luôn kìa. Cái đó... kiếm con khác đi, con này bị què giò rồi. Cái đó là đi một chơi luôn kìa. Còn cái này anh cười cho sự đau khổ của con đó. Rồi mà nãy tao không biết nó nằm ở đâu nha. Ổng vừa ổng chích con dán cho chạy vòng 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 xong cái thọc vô cái ống, cái tự nhiên con dán nó nhảy ra đâu. Điên đi chơi luôn, người kia chịu không nổi. Chơi cho lại cái ly nó cắn luôn, bắt buộc nó phải cắn thôi. Cắn có khi nào chết không? Bắt buộc nó cắn thôi. Nó phải chống cự lại. Nó phải chống cự lại. Cắn chưa? Không chịu cắn thôi. Phải tự vệ nó chứ. Nhưng mà